Thuốc nước gạo quận 8, anh Bình Điền xin kính chào anh em. Số điện thoại mình là 0362385669. Nhà mình ở gần chợ Bình Điền nha. Anh em nào gần chợ đây nhà lấy thuốc cho mau lẹ để tốn tiền ship. Cái này mà tin xa thì mình sẽ ship hàng theo đường bưu điện cho anh em. Rồi, cảm ơn các anh em trong thời gian qua đã tin tưởng anh và ủng hộ nha. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới thôi. Anh sẽ chia sẻ từng cái công dụng của từng loại thuốc và kết hợp thuốc như thế nào cho hiệu quả nha anh em. Thuốc á, mình nhiều khi cái loại thuốc đó mình sử dụng một mình nó sẽ cho ra cái công dụng bình thường, mà khi kết hợp với loại thuốc ra sẽ giúp con gà mình tăng bò rất là nhanh hoặc là nuôi rất là mập tới bìm. Thì mình chuyên bán loại thuốc và phụ kiện dành cho gà nghệ, cửa đá mài, các loại thuốc tăng bo, các loại thuốc, một vài loại thuốc trị bệnh mà hay gặp trên những con gà các anh em nuôi mà không biết mua thuốc ở đâu uống. Thường là các anh em chỉ đi ra tiệm thuốc tây không, có một số chỗ đâu có thú y đâu, mà thú y thì nhiều khi người ta cũng không có chuyên bên này, với lại những cái dòng thuốc của người ta toàn là thuốc nội thôi, nó không có chuyên về bên chữa bệnh cho gà và cái loại thuốc nuôi nữa. Thuốc nuôi thì bên mình bán thì toàn những cái loại thuốc nhập khẩu và hàng là có công ty gõ gàng hết trơn nha anh em, không phải hàng cho nổi trên thị trường nha. Thì các anh em mua hàng nên lựa chọn những cái chỗ nào uy tín mà các anh em mua những cái loại thuốc, hàng công ty người ta làm là người ta đã nghiên cứu rất là kỹ, trong khoảng thời gian đó thì con gà mình sử dụng sẽ không gây hư hại gì hết tất cả loại thuốc mình nha. Còn những cái loại thuốc, ngay cả những loại thuốc tăng bo cấp tốc mà các anh em sợ, những cái loại thuốc chích bên mình cũng vậy nữa, mình bán thuốc chích chỉ là một vài loại thôi chứ không có nhiều, mình không bán tràn lan đâu. Thuốc nuôi thì thuốc chích mình chỉ có thằng B12 năm rưỡi thôi, một loại một thôi, B12 năm rưỡi nè. Anh em nào chơi thì lâu quá, nói chung khoảng thời gian 10 năm hay mười mấy năm là nhìn cái này là biết liền, super vitamin B12 năm rưỡi nè, nó có tiếng từ đó giờ luôn nha. Hàng công ty còn này là dạng thuốc chích á, thuốc dạng thuốc bổ. Là thuốc nuôi thì mình chỉ bán một loại đó thôi nha, còn những cái chỗ khác thì người ta bán cái loại khác nữa thì mình không biết, thì đó là tùy anh em mà tìm hiểu mà các anh em mua. Những loại thuốc nguyên viên là có hàng công ty rồi đầy đủ hết, những công ty có tiếng từ các nước như là Thái Lan thì có Lambam, còn Philippines thì có thằng công ty Excellent, còn của Mỹ thì có công ty Reco hay là Interpharma, vân vân. Mexico có tùm lum hết đó. Thì anh em mà cần loại thuốc nào thì có thể alo mình thì có nguyên combo từ mà nuôi đến ngày mà chơi thể thao được luôn nha anh em. Nên các anh em cứ alo mình tìm hiểu trước rồi hả đặt hàng. Bây giờ mà mình thấy là một số anh em chỉ là đặt hàng mua thuốc thôi chứ không biết nó công dụng như thế nào, cách dùng ra sao luôn nữa. Nhiều người bán thì người ta chỉ là bán cho anh em xong là người ta không hướng dẫn anh em sau này. Nhiều khi điện tới thì người ta chỉ qua lo một vài chuyện cho anh em gọi là đơn giản, nhiều anh em không hiểu phải gọi tới mình hỏi, mua chỗ khác mà gọi tới mình hỏi thì mình cũng sẵn sàng trả lời cho anh em. Cái đó là cách hướng dẫn sử dụng bên mình, còn những cái chỗ khác thì người ta sẽ có cách khác nữa, mỗi người có một cách kết hợp khác nhau chứ không ai giống ai chứ, nên tùy theo anh em. Rồi thì hôm nay mình tâm sự nhỏ với anh em một vài chuyện vậy. Các loại thuốc nuôi, thuốc tăng bo cấp tốc và thuốc trị bệnh khò khè, sổ mũi, là té gió, trị tan. Mình nói chung thuốc mình là thuốc tiễn không à, thuốc nào mà cần thiết mình mới bán cho anh em chứ không phải bán tràn lan. Mình giới thiệu tùm lum la cho anh em mà không biết cách, mà không biết xài thuốc nào, vì anh em mới biết nuôi không biết xài thuốc nào luôn. Cửa thì bên mình bán là cửa gọng diệt lai siêu thông kim nha. Có một vài, nói chung có tất cả các loại xay từ tre tới nồi, mình đã làm đầy đủ cho anh em hết rồi. Lúc trước thì mình làm cũng hơi là tiễn, còn giờ mình làm rất là nhiều xay, thì các anh em có xài thì alo mình, xay từ 75 đổ lại luôn nha anh em, từ 40 tới 75 á. Thì cái xay cái chuẩn nào thì mình cũng có khoảng chừng hết trơn á. Anh em muốn xài xay nhiều thì có thể alo mình coi mình có hay không. Thuốc trị tan, những loại thuốc nuôi từ lúc mà gà chưa vô bội nè, rồi vô bội mình sử dụng sao, sử dụng thuốc nào và mình nên nuôi như thế nào, xài các loại thuốc, xà bông, mình tắm như thế nào, rất là nhiều cách khác nhau.
rồi này vào một thanh long thì có những loại thuốc thanh long, có loại thuốc thanh long luôn nha em, thanh long cho gà để cho gà nó ra lông đều đẹp bóng nè, dài ra lông đẹp bóng đẹp dai dẻo cứng cáp chắc khỏe nha em. Chứ để nhiều khi các anh em nuôi gà mà tới chừng nó thai lông ra nó chỗ này mọc chỗ kia nó không mọc thì các anh em bực bội. Nhiều khi gà thai lông có một số anh em nuôi cả năm trời luôn mà nó ra chưa đủ lông nữa, thì nó chuẩn bị lụng rụng lông nữa. À, những loại thuốc nuôi là hỗ trợ nước máu thì có omega B12 và hỗ trợ từng cuối là có omega C21 là nè, hoặc là cơm Baptiser hoặc là Ometon. Rồi ngày chơi thể thao thì mình có thêm Prilot đó. Prilot này thì hỗ trợ gà, những con gà bị mất nước. Rồi ngày chơi thể thao thì có một số loại thuốc tăng bo cấp tốc nè, thuốc nhỏ nhỏ đen mùi sô cô la nha anh em. Thằng này thì được số anh em chơi lâu thì rất tin tưởng và sử dụng nó. Nó có 70.000 C thôi, một hũ vậy là 2 C nè. Đó, tăng bo cấp tốc đó là rẻ nhất bên mình. Đó, cái đó là thằng E15. Đó, E15 là không kén bến nha anh em. Đó, sử dụng rất tốt, bến nào xài cũng được. Vô trong thì các anh em khỏi nói nữa rồi. Đó, rồi E11. Đó, E11 thuốc nhỏ vàng nè. Trời ơi, thuốc nói chung thuốc mấy loại thuốc tăng bo cấp tốc này á, nhiều khi cái màu vậy nè nhưng mà cái chất lượng trong nó khác nha anh em, tùy theo cái người bán thôi nha. Anh em đừng thấy thuốc nhỏ vàng cái bán cho tôi thuốc nhỏ vàng, có một số chỗ người ta bán loại MC 858 có 50.000 C á, bằng cái này là 400.000 C luôn nè, ta đưa cho anh em là ta bán tính 400.000 cho anh em luôn, thì các anh em cũng không biết đâu. Quan trọng là nói chung mấy cái loại thuốc, từ các loại thuốc nuôi tới thuốc tăng bo đó thì quan trọng là cái người bán thôi, chứ các anh em nói chung không có biết gọi là trong đó là cái chất gì trong đó, ở trong đó là cái thuốc gì trong. Mình thì bán hàng nói chung công ty uy tín, nói chung là lấy uy tín hàng đầu. Cái nghề này thì nói chung nghề bà cậu làm lâu dài, mình muốn lấy chữ tín uy tín là mình làm đầu, nên các anh em cứ yên tâm bên mua thuốc bên mình. Thì anh em nào không biết sử dụng cái thuốc như thế nào hay là ở gà trong tình trạng vậy mình nên sử dụng thuốc nào thì cứ việc liên hệ mình chia sẻ cho anh em nó dễ hơn. Bởi vì trên mạng thì giờ tràn lan chứ mỗi người hướng dẫn cách khác nhau nên mình không có đưa ra trên đây được, bởi vì nhiều khi nó bị chổi. Đưa ra thì có một cái vài sự kế vô rồi bình luận nói này nói nọ nữa, thôi bây giờ mình nói vậy anh em hiểu ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em. Nếu mua các loại thuốc bên đây bên mình thì các anh em có thể alo mình, hoặc là những loại thuốc này công dụng như thế nào thì các anh em cứ alo. Bởi vì thuốc rất là nhiều thuốc mình giới thiệu trong từng clip á, hoặc là anh em xem những clip cũ mình coi con gà mình giờ cần bồ bổ cân gối hay là gà mới vô bội mình xài sao, thuốc nào thì các anh em cứ việc xem những clip cũ đặt hàng mình thôi, và giá cả thuốc nó sẽ lên xuống theo là tháng. Rồi bởi vậy anh em là chưa bấm đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của mình. Thuốc nó sẽ lên xuống theo ngày tháng, nhiều khi cái lô mới nó về nó sẽ mắc hơn cái lô cũ hoặc là sẽ rẻ hơn nữa đó, đủ thứ chuyện hết trơn nè. Được vài loại thuốc mới lâu lâu nó về thì mình cập nhật lên cho anh em biết, để mà anh em cần thiết thì sử dụng thôi. Rồi chào anh em nha, chúc anh em thành công và may mắn.